Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay ô tô thiện xin giới thiệu đến quý vị một chiếc Toyota Fortuner. Vâng, đây là chiếc Fortuner máy xăng số tự động một cầu, sản xuất 2015 ạ, form 2016 quý vị nhá. Vâng, màu đen. Màu đẹp nhất và bán chạy nhất của Fortuner đấy ạ. Đó, sản xuất 2015, form 2016 thì là la răng chì quý vị nhá. Nhìn tương phản với màu của xe, nhìn rất là đẹp mắt và thể thao đấy ạ. Một mẫu xe rất là quen thuộc ở thị trường Việt Nam rồi, bán rất là chạy. Trước tiên em đi vào phần máy luôn ạ. Đây, và phần đèn. Đèn này, xe sản xuất 2015, xe chạy được 7 vạn quý vị nhá. Đèn trong vắt luôn, rất là đẹp này. Với những dòng Fortuner này 7 vạn thì chưa là vấn đề gì đâu ạ. Một mẫu xe rất là bền bỉ và khỏe khoắn. Đây, máy xăng 2.7 ạ. Máy thì bên em về đã dọn dẹp sạch sẽ để quý vị xem được chất lượng rõ hơn. Đó. Chất lượng bên em cam kết là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc chưa đại tu ạ. Đây, phần giằng đầu này rất đẹp luôn. Quý vị có thể đem vào hãng kiểm tra. Máy móc rất sáng. Đây, xe mới chạy được 7 vạn. Đây, keo chỉ trong capo đấy ạ. Không mất một vết nào luôn. Rất đẹp, rất chất lượng. Đó. Vâng, sau đây em đi một vòng tổng thể ngoại thất quý vị xem nhé. Đó. Sơn rất đều và đẹp luôn. Xe vẫn còn rất là căng, rất là chắc đấy. Đó. Xe thì bán rất là nhanh thôi, bên em vừa mới về xong. Đó. Màu đen và mâm đen nhìn rất là tương phản, rất là đẹp đấy ạ. Xe rất là căng, rất đẹp. Đó, đây là phiên bản máy xăng một cầu. Đó, đây, hạn kiểm phía sau đây. Fortuner thì em không giới thiệu nhiều rồi. Một mẫu xe rất là quen thuộc, bán rất là chạy. Đấy, lốp thì vừa mới thay một dàn lốp xong. Vừa mới thay một dàn lốp 2017 nhá. Nó rất là dày này. Cả dàn lốp cũng rất là dày luôn, vừa mới thay xong. Về quý vị chỉ việc chạy thôi, không phải làm gì cả. Lốp vẫn còn rất mới và dày. Đây, nội thất ghế bên trong, nội thất zin hết quý vị nhá. Toàn bộ ghế da zin theo xe. Rất đẹp luôn. À, kéo chỉ đấy ạ. Kéo chỉ căng đét luôn. Xe rất chất lượng, rất đẹp. Đó. Xe cực chất luôn. Đây, với phiên bản máy xăng thì sẽ được trang bị ghế điện và ghế da, gương chỉnh điện, cặp điện đấy ạ. Đó. Đặc biệt quý vị nhìn vào phần vô lăng này. Vô lăng không một vết xước luôn. Chạy 7 vạn. Phải gọi là chủ rất là giữ gìn đấy ạ. Đấy, điều hòa tự động. Đầu CD. Nội ngoại thất rất đều, rất căng đẹp đấy ạ. Vô lăng nhìn cực thích luôn, cực chất lượng. Vô lăng ốp gỗ, không một vết xước nào. Quý vị đấy, xe giữ gìn đâu ạ. Xe cực kỳ chất lượng luôn. Chạy hít vẫn còn rất đẹp. Đó. Vâng, Fortuner 2015, form 2016, máy xăng một cầu, số tự động. Vâng, nếu quý vị nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình hoặc qua cửa hàng, đó là số ô tô Đức Thiện, số 10 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Nếu quý vị thích hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện ạ. Em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.